xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị lắng nghe bản tin nhanh ngày hôm nay, 26 tháng 8, 2024, với một số sự kiện nổi bật. Sự cải thiện các chính sách trong ngành hàng không ở Úc, sự gia tăng của tỷ lệ thương vong ở Gaza, củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Úc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Du khách Úc có thể sớm được hưởng lợi từ các chính sách hoàn tiền được cải thiện và dịch vụ khách hàng tốt hơn đối với các chuyến bay bị hoãn và bị hủy. Chính phủ liên bang dự kiến công bố các biện pháp nhằm nâng cao tính bền vững, khả năng cạnh tranh, hiệu quả và an toàn của ngành hàng không vào hôm nay với dự kiến phát hành sách trắng hàng không, Bộ trưởng giao thông Catherine King nói với Seven Sundarms rằng trong số các biện pháp đó có việc bổ nhiệm một thanh tra viên của ngành hàng không tại Victoria, những cơn giông bão dữ dội đã gây ra sự tàn phá, với mưa đá lớn và gió mạnh gây ra sự gián đoạn đáng kể. Dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang SES đã bị ngập trong 477 cuộc gọi cầu cứu, xử lý các vấn đề từ cây đổ đến hư hỏng kết cấu. Những cơn bão đặc biệt nghiêm trọng ở Emerald và Benningo, nơi có mưa đá có kích thước bằng quả bóng golf được báo cáo, Gió giật lên tới 150 km một giờ ở các vùng núi cao, ảnh hưởng đến các chuyến bay đến và đi từ Melbourne. Mất điện cũng xảy ra trên toàn tiểu bang. Trong khi điều kiện ở Melbourne đã được cải thiện, với dự báo mát mẻ hơn và có khả năng có mưa rào, thời tiết dự kiến sẽ ấm trở lại vào thứ Ba, có khả năng đạt khoảng 20 độ C. Miriam Raspberry, tư cục khí tượng, cho biết gió mạnh sẽ là mối lo ngại trên khắp các vùng của Úc trong vài ngày tới những người lao động nhận được cuộc gọi hoặc email từ cấp trên trong thời gian nghỉ phép, vào đêm khuya hoặc khi đang nấu bữa tối cho gia đình, sẽ có quyền bỏ qua cho đến khi họ bắt đầu ca làm việc. Luật mới về quyền cắt kết nối hiện đã có hiệu lực. Theo Viện Úc, luật này nhằm đảm bảo nhân viên được trả lương cho mỗi giờ làm việc, thay vì mức trung bình 5,4 giờ một tuần mà họ hiện đang làm mà không được trả lương. Người Úc có thể từ chối theo dõi, đọc hoặc trả lời thông tin liên lạc công việc ngoài giờ làm việc được trả lương, trừ khi việc làm đó là không hợp lý. Andrew McKellar là tổng giám đốc điều hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc. Ông cho biết vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về cách thức hoạt động của luật và ý nghĩa của nó đối với chủ doanh nghiệp. Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành ở Tây Sydney sau vụ nổ súng giết chết một người đàn ông 29 tuổi ở Parramatta. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm trên phố Harrod, gần khu thương mại trung tâm của thành phố. Bất chấp nỗ lực của cảnh sát và các nhân viên y tế, nạn nhân đã tử vong do nhiều vết thương do súng bắn. Một chiếc xe bị cháy được tìm thấy ở Grandview, bị nghi ngờ là xe tẩu thoát của những kẻ tấn công. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy hai người đàn ông chạy trốn khỏi hiện trường, thúc đẩy cuộc điều tra về một vụ tấn công có chủ đích của băng đảng trong khu vực. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Các cơ quan y tế Gaza cho biết số người chết trong 10 tháng giao tranh đã lên tới 40.405 người, với 93.468 người bị thương. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, 71 người đã thiệt mạng và 112 người bị thương trong các hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel. Liên Hợp Quốc cho biết các lệnh sơ tán liên tiếp của Israel tại Gaza đã khiến 90% trong số 2,1 triệu cư dân phải di dời kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Những lo ngại về sự leo thang hơn nữa trong 24 giờ qua đã xuất hiện sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công được gọi là tự vệ vào các mục tiêu ở Lebanon khi Hezbollah bắn hàng trăm quả tên lửa và máy bay không người lái qua biên giới. Trong khi đó, quan chức Hamas Osama Hamdan đã cáo buộc Israel trì hoãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc đàm phán đã được nối lại tại Cairo để chấm dứt 10 tháng giao tranh sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Điểm then chốt gây tranh cãi liên quan đến yêu cầu của Israel về quyền kiểm soát lâu dài đối với hai hành lang chiến lược ở Gaza. Theo cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan, cần phải ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Một người đàn ông Syria 26 tuổi, Isa LS, đã bị bắt giữ vì tình nghi giết người và khủng bố sau cuộc tấn công bằng dao tại một lễ hội ở Đức khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Các công tố viên cho biết anh ta bị thúc đẩy bởi hệ tư tưởng IS. Nghi phạm đã thú nhận vụ tấn công ở Solingen vì IS tuyên bố vụ tấn công là để trả thù cho người Hồi giáo ở Palestine và những nơi khác, vụ việc đã làm dấy lên các cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư ở Đức trước thêm các cuộc bầu cử khu vực, nhưng đại biểu quốc hội địa phương Igor Schäfer khẳng định rằng vụ việc sẽ không thay đổi cộng đồng. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Chiều 25 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Úc Julie thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 30 tháng 8 sau lễ đón hai bên tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Úc trong hơn 50 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Điều này khẳng định sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố, đặc biệt là thông qua việc duy trì trao đổi thường xuyên và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đề nghị úc sớm xem xét tích cực đẩy nhanh quy trình mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông thủy sản việt nam mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực việt nam đang ưu tiên và úc có thế mạnh như công nghệ cao đổi mới sáng tạo năng lượng sạch năng lượng tái tạo khai khoáng cơ sở hạ tầng viễn thông dịch vụ du lịch nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn oda cho việt nam vào các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực nhất là trong lĩnh vực bán dẫn, quản lý công, xây dựng chính sách công và tài chính vĩ mô. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ mong muốn phía Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp triển khai hiệu quả tuyên bố chung về hành động thiết thực, ứng phó với biến đổi khí hậu. Về tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Úc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường tham vấn trao đổi thông tin, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như liên minh nghị viện thế giới, diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương